Sau đây là một tiết mục rất là đặc biệt nhất trong những tiết mục đặc biệt ngày hôm nay là sự kết hợp của nam ca sĩ tóc dài thùng trăng và nam ca sĩ tuổi con mèo Mickey qua một ca khúc Một buổi trưa say của nhạc sĩ Thịnh Suy. Trên đầu khi hai má em hay hay em nói em say tiếng đàn vậy lại gần hôn anh đi lại gần hôn anh sẽ để mặt trời lại gần hôn anh hay em để anh chơi giờ còn đôi ta thiên là núi đây là nhà giờ còn đôi ta hãy em đưa đi thật xa lại gần hôn anh sẽ để mặt trời lại gần hôn còn đôi ta kia là núi đây là nhà giờ còn đôi ta em có muốn đi thật xa ta chỉ sống một lần trên đời suy nghĩ lắm chị em ơi bao nhiêu yêu thương trên đời anh duy ngọt trên đôi môi. Trên đời suy nghĩ lắm chị em ơi bao nhiêu yêu thương trên đời thành vì ngọt đôi môi lại gần hôn anh sẽ đem mặt trời lại gần hôn xa em có muốn đi thật xa lại gần hôn anh lại gần hôn anh lại gần hôn anh lại gần hôn anh khi anh nói em yêu anh khi anh
anh ta còn say giấc nồng. Khi anh ta còn say giấc nồng, lại gần. Lại gần chi cha ơi.